Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Cần Thơ vừa ban hành đầy đủ các kế hoạch liên quan đến cải cách hành chính. 100% công chức được phổ biến về chuyển đổi số của ngành, 98,9% văn bản đi gửi tới các cơ quan hành chính nhà nước được phát hành dưới dạng điện tử. Kết quả trên vừa được đoàn kiểm tra cải cách hành chính Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ghi nhận trong buổi kiểm tra tại Sở Y tế vào sáng nay. Sở Y tế cũng đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động về chuyển đổi số, như triển khai thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cập nhật chuyển dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe lên cổng giám định bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp đổi cấp lại giấy phép lái xe. Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Y tế tiếp tục khai thác hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, tăng cường sử dụng khai thác chức năng tra cứu thông tin công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và ký số kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.